Lần đầu tiên, 100 nhà khoa học trẻ người Việt khắp thế giới trong các lĩnh vực công nghệ đã hội tụ tại quê hương. Từ trí tuệ nhân tạo, robotics, blockchain và bảo mật, những nhân tài đất Việt đều đã tạo dấu ấn bằng hàng loạt sản phẩm, ứng dụng. Họ đã trở về và hiến kế gì cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam? Thưa quý vị, Google, DeepMind, Tesla hay rất nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tại thung lũng Silicon của Mỹ đều có sự hiện diện của những nhân vật Việt Nam. Và cũng không ít những ứng dụng sản phẩm công nghệ mang dấu ấn của người Việt. Lần đầu tiên, một cơ hội chưa từng có đã được Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng, đó là chương trình kết nối đổi mới sáng tạo, quy tụ 100 nhân tài công nghệ người Việt hội tụ tại quê hương để chia sẻ và hiến kế cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Và họ cũng đã truyền cảm hứng, lan tỏa động lực đổi mới sáng tạo cho cộng đồng khoa học và trí thức. 50 đại học của Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phải đem đến thay đổi tích cực cho cuộc sống và nền kinh tế Việt Nam. Và nó bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, gần gũi nhất với người Việt, ví như soft robotics, công nghệ robot mềm để hái rau củ, uyển chuyển như con người. Mình có thể là hái các cái loại rau quả, nếu mà mình dùng robot cứng thì có thể làm gây hỏng. Robot mà dùng trong phẫu thuật, bởi vì nó mềm thì nó sẽ không gây tổn hại đến các cái cơ quan nội tạng bên trong. Chất xám của nhân tài Việt Nam tạo tiếng vang không chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm mà được chính những cơ quan đầu não của các quốc gia tiên tiến sử dụng. Vậy tại sao không được ứng dụng ngay trên quê hương? Cái tiền mà để cho chính phủ Mỹ phải đầu tư để sửa chữa và nâng cấp nó lên đến 140 tỷ đô la. Thế do vậy là chính phủ Mỹ rất là coi trọng cái việc mà điều tra cầu đường tự động, và họ đã đầu tư vào cái dự án của chúng tôi đã lên đến gần 30 triệu đô. Đấy, hiện tại chúng tôi đang chạy cái lab này và build những hệ thống robot cho Bộ Giao thông Vận tải của Mỹ. Và tôi rất mong muốn là đem được cái công nghệ này về Việt Nam và ứng dụng cho cầu đường, và có thể mình start từ ở đây. Và sau đó mình hướng ra những cái thị trường, ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ, rất là nhiều cầu, đúng không ạ, chứ không riêng ở Mỹ. Với câu hỏi liệu có hay không chuyện đào thải, thay thế người lao động vì các công nghệ robotic hay tự động hóa, quan điểm của nhân sự nòng cốt 4.0 rất rõ ràng. Đối với tôi, theo tôi quan niệm là, thí dụ mình ứng dụng như về robotic, mình có thể ứng dụng linh hoạt để cho tăng gia năng suất và làm cho cái vấn đề lao động Việt Nam an toàn hơn. Đó là cái mà mình có thể làm được, chứ không hẳn là mình thay thế hoàn toàn. Theo Symantec, Việt Nam là một trong 10 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trên thế giới. Điều đó càng thôi thúc những chuyên gia người Việt mang chính chất xám và thành tựu mới nhất của mình về Việt Nam. Chức năng mới mà chúng tôi được Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Không quân Mỹ đặt hàng là chức năng đặt bẫy hacker, nghĩa là bọn tôi có rất nhiều những cái loại bẫy khác nhau trong hệ thống, bẫy những làm những cái user giả hay là những cái tiến trình giả, để mà khi hacker vào nó sử dụng những cái bẫy của mình đấy, mình sẽ phát hiện ra được và mình có cách để mà phòng chống được. Công nghệ chuỗi khối blockchain đang rất trendy, nghĩa là thịnh hành, ngôn từ được các nhà khoa học sử dụng. Blockchain đã được thử nghiệm thành công trong một số quy trình của ngân hàng tại Việt Nam. Nhưng blockchain có đang bị biến thành một thứ marketing vượt qua những gì nó có thể làm được hay không? Cần một nhìn nhận đúng vai trò. Thì blockchain chỉ là một cái là công cụ thôi, không có một gì là quá thần thánh hay là quá phức tạp. Thì blockchain đang được mọi người kỳ vọng là sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về hạ tầng xã hội. Mình phải nhận thức được là trong những cái lĩnh vực nào thì blockchain thực sự đem lại giá trị tốt đẹp hơn những công nghệ đã từng sử dụng trong quá khứ. Hay là trong những cái lĩnh vực nào thì blockchain thực sự là không cần thiết. Các nhà khoa học đều cho rằng cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội, nhưng không phải của riêng bất kỳ quốc gia nào. Các nước lớn có tiềm lực thì họ đầu tư cực kỳ khổng lồ vào những ngành công nghiệp này, và họ coi trọng đó là cái chiến lược quốc gia. Mình nghĩ là trên dưới 20 quốc gia lớn nhất trên thế giới đã có những chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, về Big Data, thì Việt Nam cũng phải nhanh chân hơn nữa. Và để đẩy nhanh tốc độ, việc hình thành mạng lưới kết nối nhà khoa học Việt Nam là bước đi không thể chậm trễ. Trong cuộc gặp gỡ cùng 100 nhân tài người Việt mới đây, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết dù đã nhiều lần được nghe ý kiến của các chuyên gia và các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng nghe đề xuất từ những người Việt tuổi trẻ tài cao, nhất là trong lúc chính phủ xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam đã đưa đến góc nhìn từ chính người trong cuộc và chứng kiến những thay đổi mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại trên thế giới. Điểm mấu chốt được hầu hết những nhà khoa học trẻ trăn trở và đề xuất chính là nguồn nhân lực và chương trình đào tạo tại Việt Nam. Người Việt Nam được nhiều giáo sư đại học trên thế giới đánh giá cao về khả năng lập trình, tự động hóa hay phân tích dữ liệu. Chính những nhà khoa học Việt Nam đang là giáo sư cũng rất có thiện cảm với sinh viên Việt. Có rất nhiều vị trí mở và đang rất cần sinh viên Việt Nam. Không những tôi mà rất nhiều giáo sư khác đang rất là khó khăn trong việc tuyển sinh viên chất lượng cao.
đấy, để sang làm những dự án lớn. Các cái hoạt động đào tạo người Việt như vậy thì tôi có thể đóng góp được tốt hơn khi mà tôi đang ở nước ngoài. Tuy có nguồn nhân lực dồi dào và có khiếu về công nghệ, nhưng Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về nghiên cứu và đào tạo tại chỗ. Việt Nam hiện giờ đang thiếu những cái trung tâm nghiên cứu về mũi nhọn về AI. Và nhìn thế giới họ nhìn vào thì họ biết là có những người mang dòng máu Việt đang làm AI, nhưng mà bản thân những cái công trình nghiên cứu tại AI Việt Nam là chưa có. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng mong muốn có những chính sách tạo điều kiện tốt nhất để toàn tâm toàn sức cho công việc nghiên cứu. Làm khoa học nhưng cũng phải lo lắng cho cuộc sống gia đình và cuộc sống bản thân mình hàng ngày, thì đó có thể nó là một cái sự phân tâm không cần thiết. Nếu chính phủ có điều kiện và các doanh nghiệp có điều kiện tạo môi trường cho các nhà khoa học công nghệ, chúng ta tập trung toàn tâm toàn ý. Và như mình chia sẻ là tại Thung lũng Silicon là startup công nghệ là không phải lo lắng gì về kể cả việc ăn uống. Nhân lực chính là điểm mấu chốt để phát huy sức mạnh tổng hợp của Việt Nam, quốc gia có dân số đứng thứ 13 trên thế giới. 100 chỉ là con số đại diện cho hàng chục nghìn trí thức Việt Nam tại nước ngoài, được làm việc trong môi trường tiên tiến hơn, đặc biệt là trong mảng công nghệ. Nhưng trên hết, với những nhà khoa học trẻ mang trong mình dòng máu Việt, làm thế nào để cống hiến cho quê hương luôn là nỗi niềm của họ. Để cống hiến thì không nhất thiết phải quay về làm việc, mà cách trở về ý nghĩa nhất khi họ được nhìn thấy những công trình và thành tựu của mình được ứng dụng trên quê hương và Tổ quốc. Tôi thường xuyên về Việt Nam để giảng dạy. Tôi nghĩ rằng nhiều người Việt cũng qua trở về, và tôi về với tư cách là người truyền dạy những kiến thức mà tôi đang giảng dạy tại Singapore. Tôi là người Hà Nội, là hồi xưa tôi vẫn đi học ở những cái trường Trưng Vương, Trung Văn An, rồi chuyên sư phạm. Hơn 20 năm thì tôi lại về Việt Nam đây, dành nhiều thời gian ở Việt Nam để làm việc và hy vọng là có thể đóng góp cho cái công tác an toàn bảo mật của Việt Nam. Dù ở đâu mà mình đóng góp được cho quê hương đất nước thì đều là điều rất là đáng quý. Không nhất thiết là phải trở về và ở tại Việt Nam mới đóng góp được, đúng không nào? Thậm chí là tôi biết là có rất nhiều bạn làm khoa học, nghiên cứu tại nước ngoài và đưa những cái công nghệ đó về và hướng dẫn những bạn trong nước để làm nghiên cứu, thì tôi cũng cho đó là điều rất là đáng quý.